Hello anh em nhé, hôm nay mình bán con máy cho chú khách ở vụ bồn Crong Bách Đắk Lắk. Chú lấy một con máy 230 anh em. Đó. FS 230 vừa châm xăng luôn. Anh em thấy bây giờ mình sẽ bơm xăng lên này. Rồi test nổ luôn. Cầm ra ngoài kia luôn đi, cầm ra ngoài kia. Đó, khách đến làm máy rồi mua máy rất là động. Đây đây em, đặt đây, đặt. Ok lên đây cho nó phải chạy. Rồi ok. Tụt cái đấy lại. Tụt cái đó, đúng rồi, cho nó phải. Tránh ra nào Bin. Ồ. Dao kìa con. Kéo nha. Kéo nha. Đấy xong. Đổ xăng mồi giật kéo em giật là nổ luôn nha. Đang đến làm. Cái này cũng được đâu. Ga lên một chút nó nhỏ, ga lên một chút nó to. Ga lên chút xong chạy. Chất nha anh em. Con này vô nghe đúng vào bên kia. Đúng con 250 à. Rồi, giật lại đi. Là con đấy nổ lại cũng nghe cũng vô vô kiểu này. Rồi, chú đổi máy nha anh em. Chú đổi một con máy 330 Trung Quốc này. Lấy một con FS 350 230. Rồi. Rồi. Đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Anh em nào ở xa mình có ship toàn quốc nha. Đó. Kéo ngắn đi.